Vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại Nam Huy Radio. Và tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì vẫn là một cái chương trình tiết hàng dành cho các bác khách hàng thôi, đúng không ạ? Hiện tại trong ngày hôm nay thì em sẽ tiết hàng cho anh Trương Văn Sơn ở Thuận Bắc, Bình Thuận, đã tin tưởng với Nam Huy và đặt cho mình một cục súp cao cấp nhất của Nam Huy các bác nhé. Đó chính là F15 Pro. Hiện tại cục này là đang có giá là 6.900.000 đồng các bác nhé. 6.900.000 đồng bao ship. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Như em cũng đã nói rồi, phân khúc này là phân khúc cao cấp nhất của F15 Pro, đúng không ạ? Đấy. Hiện tại thì phân khúc này mới về thôi, vừa cập bến Nam Huy thôi, nhưng cái phân khúc này bên em bán rất là chạy các bác nhé. Đấy, các bác cũng có thể xem lại những video cũ bên em. Đấy, test hàng liên tục, đúng không ạ? Test cái cục súp này liên tục. Đấy, gửi đi cho tất cả các khách hàng liên tục luôn. Đấy, về hình thức của con này thì con này bát súp mặt, đúng không ạ? Bát súp mặt bát 40 các bác nhé. Về hình thức bên trên thì cũng khá là giống so với phiên bản F15K thôi. Không khác gì mấy cả, khác chủ yếu là bảng mạch và linh kiện bên trong, đúng không ạ? Đấy, khác nhau hoàn toàn với những cái đấy thôi. Và công suất con này sẽ nhỉnh hơn một tí thôi, đúng không ạ? Về chất là sau con này thì nội thất con này thì các bác có thể tham khảo qua những video cũ bên em đã làm chi tiết rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo qua video cũ nhé. Bây giờ em sẽ nói sơ qua thôi, đúng không ạ? Ở trong thì sẽ là một bát 40 gân cao su. Bên ngoài sẽ là lớp bột biển này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, lớp bột biển để chống bụi và chống những con côn trùng các bác nhé. Đấy, có thể dính trực tiếp thẳng bát luôn. Bên này thì sẽ là một tem chống hàng giả nhái công ty Everpro, có mã QR và website đầy đủ các bác nhé. Bên dưới sẽ là logo dập vào cái e căng này của Everpro đây. Một lớp e căng bằng mặt mạ nhôm phay cao cấp, rất là xịn sò. Một phiên bản súp nhìn rất là điềm đạm, đúng không ạ? Con này thì chất âm của nó đưa ra cực kỳ trong tiếng các bác nhé, sạch tiếng này, không có tạp âm. Bên trên sẽ là một cái logo được dập thẳng vào trong cục súp này luôn, đúng không ạ? Của Everpro, có mã QR luôn này. Đấy, và logo của Everpro đây. Màu sơn con này màu sơn sần các bác nhé, hạt cát chống bụi rồi. Đấy, ở trên thì sẽ là một lỗ cọc để hỗ trợ các bác chơi những cặp loa full hoặc những đôi bát 30, đúng không ạ? Còn về hình thức đằng sau con này thì cái bảng mạch này thì các bác có thể tham khảo các video cũ rồi nhá. Đấy, thì trọng tâm em chỉ nói mỗi cái công tắc tự ngắt của nó thôi. Đấy, hiện tại đây em đang tự ngắt các bác nhá. Đấy, đang tự ngắt này. Màu đỏ sẽ là tự ngắt, đúng không ạ? Đấy, màu đỏ sẽ là tự ngắt các bác nhá. Các bác để chế độ auto, ví dụ các bác không sử dụng âm thanh nhạc nữa, đúng không ạ? Các bác tắt nhạc đi, đợi 12 đến 15 giây thôi, 12 đến 15 giây các bác nhé. Thì cái giờ em màu đỏ sẽ nhảy như thế này thì là tắt rồi, đúng không ạ? Là súp sẽ tự ngắt. Còn đâu nếu mà nó nhảy màu xanh như này thì là súp vẫn đang hoạt động coi nhé, đúng không ạ? Đấy, và nhảy màu đỏ sẽ là tự tắt. Ở đây thì bên em đang tắt rồi. Đấy, đang tắt rồi nhìn coi nhé. Đấy, một chút nữa thì em sẽ test chất lượng âm thanh của cục súp này cho các bác cùng xem nhé. Đấy, và một tấm tản nhiệt điều thanh này. Đấy, các bác có thể chỉnh tần số của súp đây, volume tổng của súp này. Đấy, và đường tín hiệu vào đây, đúng không ạ? Đường tín hiệu vào đây bên dưới. Bên trên là đường tín hiệu ra các bác nhé. Đấy, vừa anh em đấu nhầm rồi. Bên dưới sẽ là cổng tín hiệu hơi này, đường ra hơi các bác nhé. Đường hơi là như nào? Đường hơi là khi các bác chơi trực tiếp thẳng đường tín hiệu và e-sup này. Đấy, đường tín hiệu sẽ vào trực tiếp thẳng bát loa. Đấy, đường tín hiệu sẽ vào trực tiếp thẳng bát loa. Các bác có thể chỉnh những con vang và những con đẩy nhà mình các bác nhé. Con này là phiên bản model F15 Pro lưu 2023. Đây là bản mới nhất của năm 2023 về F15 Pro. Công suất dao động con này sẽ từ 950W đến 1650W này. Rất là khỏe, đúng không ạ? Đây là một cái phân khúc đầu tiên tại Việt Nam các bác nhé. Một cái phân khúc đầu tiên tại Việt Nam có chế độ tự ngắt. Đấy. Và ngay bây giờ thì BM sẽ không để các bác chờ đợi lâu nữa. Đấy, test ngay cho các bác một cái bản nhạc chiêu súp này. Đấy, một bản nhạc chiêu súp các bác nhé. Đấy, mời các bác cùng nghe qua. Đấy, đây là chưa hề có một tí súp nào các bác nhé. Đây là một đôi F2500 Pro. Đây chưa một tí thuốc nào cả nhá. Bây giờ em sẽ cho súp cho các bác cùng nghe thử nhá. Em sẽ cho tần số súp to hơn một tí này. À, các bác cảm nhận thấy chưa? Đánh rất là tích cực nhá. Chất âm này cắt rất là sâu luôn. Tần số này cắt rất là sâu. Rất là căng luôn các bác nhé. Ok, vừa rồi các bác đã được cảm nhận có chất âm một cục súp rồi. Đấy, và những chế độ tự ngắt hay là bảng mạch con này các bác có thể tham khảo cái video cũ của bên em nhé. Đấy, video vừa ra mắt luôn đấy ạ. Đấy, thì ở đây thì bên em sẽ test chất lượng âm thanh thôi. Đấy, đại loại là test chất lượng âm thanh. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã tin tưởng vào ủng hộ Nam Huy.
Đấy, và hiện tại thì cục này bên em đang cho ra với giá là 6.900.000 đồng các bác nhé. Các bác nào đang quan tâm về dòng sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn mặt hàng các bác nhé. Đấy, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.